Mời các bạn cùng nghe chuyện Tiểu Chủ Nương ở Biên Quan tập 4. Đầu bếp Lý thân thể không thoải mái, ở Hỏa Đồ Doanh ráng chống đỡ làm xong bữa tối đã là cực hạn. Hắn đem mấy món ăn hôm nay phải làm của bếp Tư đưa ra cho mấy đầu bếp khác. Khương Ngôn Ý nhìn canh giờ không sai biệt lắm, bắt đầu chuẩn bị miến chua cay. Vì để cho lát nữa binh sĩ tới được ăn liền, nên nàng định đem miến làm trước. Đậu phộng cùng đậu này nàng đã mang ra sẵn, lúc đó chỉ cần chuẩn bị nước canh dưới thẳng nguyên liệu vào là được. Sau bữa cơm tối này thì đầu bếp Lý có thả ra ý nói, bây giờ nàng đã trở thành đầu bếp chính thức, không còn là trợ thủ bếp lúc nữa. Người trong Hỏa Đồ Doanh bây giờ gặp nàng thì càng thêm ân cần. Nếu nàng muốn nấu món gì thì có bao nhiêu người chạy tới tranh giành giúp nàng nhóm lửa. Còn nếu nàng cần nguyên liệu nấu ăn thì không cần tự mình đi lấy, chỉ cần nói một tiếng là có người lập tức đưa tới tay nàng. Thơ Ngôn Ý nhớ tới trước đây đều là nàng tự mình ôm đồm, lại nhìn người trong Hỏa Đồ Doanh bây giờ gặp nàng thì tươi cười kêu một tiếng Khương sư phụ, làm nàng không khỏi bật cười. Quả nhiên là người đứng ở trên cao thì gặp ai cũng là người tốt. Nàng ở Hỏa Đồ Doanh cũng thân quen với Thu Quỳ, nên để cho nàng ấy lưu lại giúp mình nhóm lửa. Một phụ nhân mặt mũi khôn khéo thấy vậy liền bĩu môi nói, Khương sư phụ, để cho ta giúp ngài nhóm lửa đi, nhà đầu kia vừa khờ vừa ngốc, vạn nhất chỉnh lửa không tốt làm hư đồ ăn của ngài. Khương Ngôn Ý chỉ cười cười, ta thấy nàng ấy nhóm lửa rất tốt, các người đều mệt mỏi một ngày rồi nên trở về nghỉ sớm đi. Nàng nói hòa hòa khí khí như vậy lại đem lời phụ nhân kia chặn trở về. Một đám nữ nhân thấy vậy đành phải hậm hực coi như thôi. Lúc Khương Ngôn Ý quay đầu liền gặp Thu Quỳ đang nhìn mình. Thế nào? Khương Ngôn Ý cười hỏi nàng. Thu Quỳ tựa hồ muốn nói cái gì nhưng thấy có người hướng tới bên này lại lắc đầu, cúi đầu nhìn lửa trong lò. Người tới là một phụ bếp cao gầy như trúc, hắn đem cái giọt nhỏ đựng hạt dẻ còn chưa bóc vỏ giao cho Khương Ngôn Ý. Khương sư phụ, hạt dẻ ngài cần đây. Làm phiền rồi. Khương Ngôn Ý tiếp nhận cái giọt, lại bốc lên một ít đưa cho phụ bếp. Cầm mấy cái này nếm thử đi. Phụ bếp liên tục khước từ. Sao làm như vậy được? Khương Ngôn Ý kiên trì muốn đưa. Cầm đi, cũng không phải vật hiếm gì, về sau còn phải làm phiền người nhiều. Phụ bếp lúc này mới một mạch cảm kích nhận. Hạt rẻ là Khương Ngôn Ý tự mình tìm Triệu Đầu Nhi mua. Hôm nay Hạnh Hòa kia một phen nói móc, nàng mặc dù không hiểu, nhưng lại vừa lúc cảnh tỉnh nàng. Thu mua nhân tâm, thường thường chỉ cần một chút ân huệ nhỏ. Có đôi khi tùy tiện liền có thể giành được nhân duyên, vì cái gì mà nàng không tích lũy chứ? Số hạt rẻ này, nàng định làm thành hạt rẻ rang đường, đem chừa một ít cho nữ nhân trong doanh trại, còn lại giữ cho mình ăn. Lúc tối làm gà om hạt rẻ, nàng đã thèm không chịu nổi. Sau khi phụ bếp rời đi rồi thì Khương Ngôn Ý lấy hạt rẻ ra, dùng dao cắt một miệng nhỏ ở bên trên, cầm tới lò sưởi bên cạnh dạy Thu Quỳ vùi vào trong bếp cho nóng. Người canh chừng lửa giúp ta, một lát là ăn được rồi. Thu Quỳ gật đầu, nhìn chăm chú chỗ chôn hạt rẻ, trong mắt sáng lấp lánh. Hạt rẻ nướng thạt trước kia ta chưa từng ăn qua. Khương Ngôn Ý cười hỏi nàng ấy, lúc nãy người có chuyện muốn nói với ta. Nàng là hai ngày nay mới phát hiện ra Thu Quỳ chỉ là trầm mặc ít nói, nhưng mấy nữ nhân trong doanh trại lại nói nàng ấy khờ ngốc. Mà hình như Thu Quỳ cũng cố tình ở trước mặt bọn họ biểu hiện như ngu ngốc thật sự. Thu Quỳ nghe xong nàng hỏi liền nhìn qua bốn phía, xác nhận xung quanh không có người mới nói, Xuân Hương mạo nhận công lao của người, được đại tướng quân thưởng cho thịt viên. Khương Ngôn Ý nghe xong không hiểu ra sao. Cái gì? Thu Quỳ nói, ta nghe người trong Hỏa Đồ Doanh nói thịt viên người làm rất tốt, đại tướng quân muốn thưởng thịt viên cho người. Có điều người bưng thịt trở về lại là Xuân Hương, nàng ta còn đem thịt chia ra cho nhóm Hạnh Hòa ăn. Ta tận mắt nhìn thấy nàng ta cùng vị kỳ bài quan kia rời đi. Thu Quỳ đã nói tới mức này, Khương Ngôn Ý còn có gì mà không hiểu. Nàng từng nghĩ Xuân Hương thấy nàng làm sao chột dạ như thế, nguyên lai là cầm khen thưởng của nàng đi phát ân tình cho người khác. Thật quá vô sỉ. Tuy Khương Ngôn Ý đối với việc Xuân Hương làm thấy không vui, nhưng ẩn ẩn cảm thấy nàng ta vì một bát thịt viên mà chột dạ thành cái dạng này, tựa hồ không quá giống tính cách bình thường của nàng ta. Không chờ nàng nghĩ nhiều thì người đặt miến chua cay đã đến. Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian về bếp bận rộn. Miến nàng đã chuẩn bị trước rồi, giờ chỉ cần nắm nước canh cùng bỏ nguyên liệu vào là xong. Hiệu suất so với hôm qua cao hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, tám bát miến chua cay liền được bưng ra. Mấy vị quân gia chậm dùng. Khương Ngôn Ý đem miến chua cay trên khay từng bát để lên bàn.
Trừ hai lính gác đêm qua đã nếm thử miếng chua cay sắc mặt vẫn như thường, thì sáu người còn lại giống như bị điểm thuật định thân, ngơ ngác nhìn Khương Ngôn Ý, trong mắt nãy giờ còn không có chuyển động. Một khay chỉ có thể đặt 4 bát mì chua cay, Thu Quỳ bưng một cái khay khác, học theo nàng mà cầm bát mang ra. Chỉ có điều vì bát quá nóng mà tay nàng ấy cầm không chắc, có chút cành đổ ra. Khương Ngôn Ý vội vàng giúp đỡ Thu Quỳ cầm bát bưng lên bàn. Thu Quỳ có chút thấp thỏm, cũng may nhóm binh lính đều là người thô kệch, cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng ánh mắt của nhóm binh lính làm Khương Ngôn Ý có chút xấu hổ. Sau khi để cái bát cuối cùng lên bàn, thì nàng đem tiền đồng bọn họ để trên bàn trước đó thu vào, rồi vội mang theo Thu Quỳ quay lại phòng bếp. Mãi cho tới khi không còn thấy bóng dáng Khương Ngôn Ý nữa, thì bọn họ vẫn còn duỗi cổ hướng về phía bếp nhìn, một mặt si mê. Lính gác gõ bàn một cái, có vài phần bác ý nói: "Thế nào, ta không lừa các ngươi chứ?" Mấy binh lính thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn mất hồn mất vía như cũ. "Trong quân doanh từ khi nào có vị mỹ nhân như vậy?" Hai lính gác nghe thấy bọn hắn công nhận thì cảm thấy có chút thành tựu. Nhưng vừa nghe mùi thơm quen thuộc, hai người căn bản không rảnh lại cùng các đồng bạn nói nhảm, gấp miếng lên liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Một người trong đó nhớ tới buổi sáng chị Thanh cũng nói muốn qua đây ăn miếng, sợ chuyện của bếp tư tới trong tay đại tướng quân sẽ bị trách tội, vừa ăn vừa nói: "Một hồi thấy Lý Đầu Nhi thì gọi hắn một tiếng, nói cho hắn biết Trì quân sư có thể sẽ tới, nên chuẩn bị chút đồ tốt chiều đãi người ta." Lại nói sau khi Khương Ngôn Ý mang theo Thu Quỳ về phòng bếp, Thu Quỳ lên 10 phần áy náy mà nhìn nàng nói: "Tay chân ta vụng về, gây rắc rối cho ngươi." "Không có gì đáng ngại, mấy vị quân gia kia cũng không nói gì. Tay có bị bỏng không?" Khương Ngôn Ý hỏi. Thu Quỳ lắc đầu, giơ tay lên liếm liếm nước canh dính vào ngón cái, từ đáy lòng tán dương: "Ngươi làm mì ăn ngon thật, để cho ta liếm mắt ta cũng nguyện ý." Khương Ngôn Ý giờ khóc giờ cười, nhưng lại càng thêm thương tiếc cô nương này. Tiểu cô nương mới 16-17 tuổi, ở thế giới cũ của cô vẫn còn là học sinh cấp 3, ở đây phải chịu khổ cực như vậy. Nàng nói: "Ngươi muốn ăn thì ta làm cho ngươi một bát là được." Lúc nàng làm miếng có dư ra một ít, giờ làm cho Thu Quỳ một bát cũng không tính phí sức gì. Thu Quỳ nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh chóng từ trong tay áo móc ra 4 văn tiền đưa cho Khương Ngôn Ý. Nàng ấy trước đó thấy nhóm binh lính kia trả tiền cho Khương Ngôn Ý là một bát 4 văn. "Tiền ngươi thu đi." Khương Ngôn Ý đối với việc Thu Quỳ đưa tiền thật sự là ngoài ý muốn. Nàng đương nhiên không muốn tiền của nàng ấy. Nhưng Thu Quỳ lắc đầu, phá lệ cố chấp: "Ngươi không thu, ta sẽ không ăn." Gặp nàng ấy như vậy, Khương Ngôn Ý chỉ đành phải nói: "Ngươi hôm nay giúp ta nhóm lửa, tiền công của ngươi đủ mua một bát miến chua cay." Thu Quỳ trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười, lại chịu khó chạy tới giúp Khương Ngôn Ý nhóm lửa. Nàng ấy không có nói cho Khương Ngôn Ý biết mình lúc chạm vạng tối nghe thấy Hạnh Hòa nói mốc nàng. Lúc ăn cơm tối liền chạy đi cùng nhóm Hạnh Hòa nói thịt viên kia vốn là thưởng cho Khương Ngôn Ý, lại bị mấy nàng kia hất bể chén cháo, bây giờ vô cùng đói bụng. Miến chua cay rất nhanh đã làm xong, Thu Quỳ từ trước tới giờ chưa ăn qua mì nào ngon như vậy. Vừa chua vừa cay, nóng đến đầu lưỡi run lên nhưng rất đã nghiền, không kịp nói lời nào, chỉ lo một bên hút mì, một bên hút không khí. Khương Ngôn Ý thêm miếng chua cay được hoan nghênh như vậy, tâm tình cũng tốt theo. Nàng quay về bàn bếp, đem tất cả hạt dẻ đi rửa sạch sẽ, dùng dao mổ cái miệng nhỏ rồi thả vào trong mâm. Làm hạt dẻ rang đường thì phải điều chỉnh tốt tốc độ cùng độ lửa, cũng là một cách khảo nghiệm tay nghề. Dù sao vì có đường nên nếu không chú ý thì rất dễ bị khét. Khương Ngôn Ý đem hạt dẻ đã nướng trong than đào ra, lột vỏ để lộ ra phần thịt vàng vàng cam cam. Nàng bốc thử một viên ăn, dù không thêm bất cứ gia vị gì thì bản thân hạt dẻ đã có 10 phần ngọt, cảm giác mềm nhu là hương vị trong trí nhớ của nàng. Thu Quỳ vừa bưng bát xuống đã bị mùi hạt dẻ thơm ngọt hấp dẫn tới. "Nếm thử đi." Khương Ngôn Ý chỉ ăn một viên, còn lại đều đưa cho Thu Quỳ. Thu Quỳ sau khi ăn một viên thì kích động đến mắt đều trợn tròn. "Ăn ngon." Nàng ấy cẩn thận từng ly từng tí đem mấy viên hạt dẻ còn lại cất kỹ, ngồi dưới bếp lò nhóm lửa cho Khương Ngôn Ý. Khương Ngôn Ý cho là nàng ấy sợ chậm trễ việc nhóm lửa nên mới không ăn, buồn cười nói: "Lửa đã đốt tốt rồi, người cứ ăn đi, không sao đâu." Thu Quỳ sờ lên tay áo chứa hạt dẻ bên trong lắc đầu: "Ngày hôm nay ăn một cái, sáng mai lại ăn một cái, như vậy có thể ăn trong nhiều ngày." Khương Ngôn Ý nghe vậy thì có chút mềm lòng nói:
Một lát còn có nữa, hạt dẻ nướng chín rồi để lâu sẽ bị xấu. Thư Quỳ lúc này nghe vậy mới mang hạt dẻ vừa cất vào ra ăn tiếp. Nàng ấy ăn một viên lại đưa cho Khương Ngôn Ý một viên. Dù Khương Ngôn Ý đã nói không cần, nhưng Thu Quỳ vẫn cứ đếm ra rồi giữ lại. Nàng xem như thấy được trình độ cố chấp của cô nương này rồi, cũng liền kệ nàng ấy. Hạt dẻ rang đường được xem như là một món ăn tinh xảo ở triều đại này. Chỉ tính tiền mua muối thô cùng hạt dẻ thôi cũng bù được nửa cái sọt hạt dẻ rồi. Khương Ngôn Ý nghĩ tới chuyện này liền đau lòng một trận. Nhìn chảo sắt đã đốt nóng, nàng đem muối thô cùng hạt dẻ đổ vào chung rồi xào lên. Đây là phần rất phí thể lực, phải liên tục lật xào đến khi nào hạt dẻ nổi tung miệng mới thôi. Cỗ thân thể này quá mức mảnh mai, Khương Ngôn Ý dùng cái xẻng xúc muối mấy cái, cánh tay đã thấy mỏi nhừ, bất đắc dĩ gọi Thu Quỳ tới làm thay mình. Thu Quỳ nghe nói nàng muốn làm hạt dẻ rang đường thì làm việc phá lệ ra sức, mãi cho đến lúc hạt dẻ đã hoàn toàn nổi tung miệng. Khương Ngôn Ý thấy vậy không hề kiệm lời mà khen nàng ấy, làm cho tiểu cô nương vô cùng vui vẻ, nụ cười muốn rộng tới mang tai. Tiếp theo, nàng đem đường đổ vào trong nồi. Bước này là dễ bị dính nổi nhất. Thu Quỳ mặc dù ra sức nhưng vẫn là thiếu kinh nghiệm. Mắt nhìn thấy có mấy cái đã bị dính nên Khương Ngôn Ý mau chóng tới thay Thu Quỳ. Hai người bận rộn nửa ngày, cuối cùng đã thành công làm ra một nồi hạt dẻ rang đường bóng láng trơn mượt. Khương Ngôn Ý nếm thử một viên, làm được rất thành công. So với hạt dẻ nướng than thì nhiều hơn vị ngọt nhu. Đúng lúc này, phụ bếp lúc nãy mang hai sọt hạt dẻ vào cho Khương Ngôn Ý, vội vã chạy vào nói: "Khương sư phụ, ngài mau mau chuẩn bị mấy món thức ăn ngon đi." Thời gian này, cơ hồ không còn ai đến bếp từ nữa rồi, mấy đầu bếp khác làm xong cũng đã ra về, chỉ còn mấy cái phụ bếp liều lại quét dọn mà thôi. Khương Ngôn Ý thấy hắn ta cuống quýt như vậy thì hỏi: "Món ăn trong bếp không phải là được đặt trước một ngày sao?" "Mấy con gia ăn miếng chua cay lúc nãy nói chỉ quân sư nổi tiếng bên người đại tướng quân, có thể tối nay sẽ tới chỗ bếp tư này." Khương Ngôn Ý đương nhiên biết bếp tư của đầu bếp Lý là chỗ mở. Bây giờ có vị đại quan tới, mình một cái đầu bếp mới đã phải đối phó thế nào đây? Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là tranh thủ thời gian tắt đèn rời đi. Nhưng còn chưa kịp biến suy nghĩ thành hành động, bên ngoài tựa hồ đã có người tới. Phụ bếp đang trực bên ngoài doanh trại thân thiện nói: "Chỉ quân sư, ngài muốn ăn khuya à?" Người kia cũng không đáp lời. Khương Ngôn Ý chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn, không nhanh không chậm của hắn, tự mang một cỗ uy nghiêm. Đây chính là khí chàng của lão đại à? Khương Ngôn Ý tim không khỏi nhảy có chút nhanh, là đầu bếp duy nhất còn sót lại ở Hòa Đầu Doanh. Nàng đành phải kiên trì đi ra ngoài đón. "Không biết quân sư đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón." Nàng cúi người hành lễ, mặt mày cúi thấp tới mức chỉ nhìn thấy phần chân cùng hoa văn tường vân thêu trên giày gấm màu đen. Vạt áo dùng chất vải bóng loáng may ra, nhìn qua liền biết giá trị không nhỏ. Ám văn rườm rà phía trên dưới ánh đèn như ẩn ẩn phát sáng. "Hỏa Đầu Doanh giờ này vẫn còn mở?" Khương Ngôn Ý nghe thấy đối phương tra hỏi, âm sắc trầm thấp thuần túy lạnh lẽo, phảng phất như là tuyết lạnh ở phương Bắc. Khương Ngôn Ý trong lúc nhất thời cũng không phân rõ hắn là đang chất vấn hay là đơn thuần tới hỏi thăm. Nhưng đối phương tìm tới đây vào thời gian này, tất nhiên là đã biết sự tình của bếp tư rồi, không có khả năng giấu giếm cho qua được. Nàng nhắm mắt nói: "Mở, không biết quân sư muốn ăn chút gì không?" Nàng cúi đầu, không có nhìn thấy lúc đối phương lại một lần nữa nghe thấy nàng gọi mình là quân sư thì lông mày hơi nhăn lại. Sau khi trầm mặc một lúc thì Khương Ngôn Ý mới nghe được tiếng nói lạnh lẽo kia vang lên lần nữa: "Một bát hoành thánh." Nàng như được đại xá, vội vàng nói: "Xin ngài đợi một lát, hoành thánh lập tức sẽ lên ngay." Khương Ngôn Ý ban đầu chỉ lo lắng chuyện hắn xử tội bếp tư, nhưng bây giờ thấy qua khí chàng của hắn cường đại bức người, chỉ đứng ở chỗ này thôi đã làm nàng có chút không thở nổi, phía sau đã đổ mồ hôi lạnh. Thật vất vả nghe hắn nói xong, Khương Ngôn Ý liền lập tức chạy về bếp làm mì hoành thánh. Lúc quay người, ánh mắt lơ đãng đảo qua mặt vị quân sư này, nhịp tim lập tức hụt một nhịp. Vị quân sư này ngày thường cũng quá đẹp rồi. Không sai, chính là đẹp. Khương Ngôn Ý lần đầu tiên trong đời nghĩ đến dùng từ đẹp để hình dung một người nam tử. Chỉ bất quá loại đẹp này còn mang theo sắc nhọn lạnh lẽo, phảng phất giống như mũi kiếm. Hắn cứ như vậy đứng ở đó, một đôi mắt phượng có chút hất lên, thân sóc bành lãnh mặt tản mạn, y phục đen bên trên dùng chỉ đỏ màu sẫm cùng vàng ròng thêu thành ám văn ở dưới đèn lóe sáng, tự phụ lại thành lãnh. Khương Ngôn Ý liền trước khi để hắn nhìn sang đã thu lại tầm mắt,
Tranh thủ thời gian chèn lấy trái tim nhỏ đập bịch bịch chạy vào trong bếp. Hiện tại, nếu có thể xuyên về thì tốt biết mấy. Sau này nam chính cũng sẽ có mặt à? Phòng sóc nhìn qua cửa phòng bếp, nhẹ nhàng nhướng lông mày. Hắn chán ghét người khác dò xét dung mạo của mình. Nhưng cái tiểu chủ nương này phản ứng ngược lại cũng thật nhạy bén, cảnh giác giống như thỏ. Hắn tùy tiện tìm bàn lớn, đi qua hất vạt áo lên ngồi xuống. Mấy cái phụ bếp bó tay bó chân tiến lên hầu hạ. Lúc châm trà, tay còn run dữ dội hơn, làm vẩy ra mấy giọt. Bọn họ thầm than người bên cạnh đại tướng quân quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Một quân sư lại có khí độ không thua gì vương hầu tướng lĩnh. Nhưng bọn họ không hề biết, giờ phút này người ngồi ở đây chính là đại tướng quân trong lời đồn kia. Phòng sóc từ chỗ đại phu biết được phối phương mình cầm là viết bậy, liền tìm đầu bếp trong phủ nghiệm chứng, xác thực như lời đại phu nói, lập tức giận không kiềm được. Hắn đêm hôm khuya khoắt chạy về quân doanh, vốn là muốn đem cái đầu bếp cán đản, dám lừa gạt hắn bắt trói. Nhưng trên đường cưỡi ngựa đến đại doanh Tây Châu thì hắn đã bình tĩnh lại. Đầu bếp chống hỏa đầu doanh tuyệt đối không có la gan lừa gạt hắn. Việc này có lẽ có huyền cơ khác. Trên đường thì gặp mấy cái binh lính của đại doanh Tây Châu vừa ăn uống xong, trong lời nói còn đề cập tới cái gì bếp tư của hòa đầu doanh. Phòng sóc nghĩ đến mình vừa tiếp nhận đại doanh Tây Châu xong, còn chưa kịp quản lý cơm nước trong quân, nên lúc này mới thuận đường tới xem một chút. Ai ngờ vừa đến nơi đây, mấy tên lính quen thấy hắn liền mở miệng gọi một tiếng, quân sư. Người của hòa đầu doanh chưa từng thấy qua hắn, không nhận ra hắn cũng không kỳ quái. Nhưng tại sao lại coi hắn là thành trì thanh? Phòng sóc dứt khoát cũng không nói rõ với bọn họ, dự định quay đầu sẽ hỏi lại trì thanh sau. Hắn bất động thanh sắc, đánh giá hòa đầu doanh, ánh mắt lạnh thấu xương. Ở trong quân doanh dám mở bếp tư, thật không ra thể thống gì. Từ ngày mai, người của hòa đầu doanh toàn bộ đều phải đổi. Lúc hắn đang suy tư, thì cửa bếp đã có người bước ra. Tiểu chủ nương mới đi vào, mang ra một đĩa hạt rẻ dáng đường màu nâu nhạt ra tới, đem đĩa để trên bàn. Vỏ cùng nhân hoành thánh đều đang làm, ngày ăn trước một ít hạt rẻ dáng đường giết thời gian. Nói xong lại khẽ chào rồi lui xuống. Dùng mạo su lệ, cử chỉ tự nhiên hào phóng. Phòng sóc nhìn xem dáng lưng của nàng thì rơi vào trầm tư. Tác phong quý củ, sợ là chỉ có đại hộ nhân gia mới có thể dạy dỗ ra. Tại sao lại đến quân doanh làm đầu bếp nữ? Trong mắt hắn đảo qua đĩa hạt rẻ rang đường trước mắt. Hạt rẻ bóng láng xoáng loáng, vỏ đã nổ tung lộ ra thịt vàng óng bên trong, nhìn rất mê người. Trong không khí đều tràn ngập vị ngọt. Phòng sóc cuối cùng cũng không chạm vào đĩa hạt rẻ đường này. Hắn không thích mấy món ăn vặt của nữ nhân, còn bóc vỏ phiền phức. Hướng hồ, hắn cũng nếm không ra mùi vị gì. Trong bếp, Khương Ngôn Ý đang bận nhào bột mì. Ở cổ đại muốn ăn sủi cảo, hoành thánh gì đó thì từ vỏ đến nhân bánh đều phải tự mình tự thân đi làm. Dù sao thời đại này còn chưa có ai bán sẵn lá hoành thánh. Nàng đè lên bột đã nhào tốt, rồi đắp lên một tầng vải trắng để bột nở một lần. Đều nói hoành thánh ăn vỏ còn sủi cảo ăn nhân, hoành thánh muốn làm ăn ngon thì vỏ là mấu chốt. Sau đó nàng đi tìm miếng thịt heo 3 phần mỡ 7 phần nạc ra để làm nhân bánh, cho một chút gừng vào để cân bằng vị, lại băm chút rau xanh, đánh lên một cái trứng gà để tăng độ sệt, rồi cho muối và gia vị. Cuối cùng mới đổ dầu vừng và trộn đều lên để qua một bên. Đợi một lúc khối bột nở rồi thì Khương Ngôn Ý cắt ra từng viên nhỏ, dùng chày cán thành từng lá mỏng như cánh ve. Thu Quỳ nhìn mà trợn mắt hốc mồm, hồ to thần kỳ. Khương Ngôn Ý bắt đầu lấy lá hoành thánh bọc nhân rồi cười nói. Người nếu là muốn học, ta hôm nào dạy ngươi. Thu Quỳ dùng sức gật đầu, một mặt khát vọng. Khương Ngôn Ý gói hoành thánh với tốc độ cực nhanh, trên cơ bản là múc một muỗng thịt đầy, ngón tay bóc qua mấy cái liền đã gói xong. Hoành thánh gói xong thì phình lại, nhìn cơ hồ như muốn xé rách lớp vỏ mỏng, nhìn có chút đáng yêu chân thành. Mấy ngày nay, Khương Ngôn Ý cũng biết được lượng ăn cơm trung bình của người trong quân doanh là khá nhiều. Nàng sợ vị quân sư này ăn không đủ no, nên làm khẩu phần cho hai người. Trong lúc nước rồi, thì Khương Ngôn Ý nhanh chóng đem hoành thánh bỏ vào. Nàng lật hoành thánh trong nồi một lần, rồi đậy hờ nắp, rồi che một chút, rồi để Thu Quỳ tranh thủ tắt lửa. Trước đó còn dư chút nước sốt thịt, nàng vốn định giữ lại sáng mai nấu mì cho các tướng quân, không nghĩ tới lúc này liền có đất dụng võ. Nàng thêm gia vị vào bát, múc hoành thánh cùng nước sốt thịt đổ vào, rải lên một nắm hành thái, chỉ mới nghe mùi thôi đã khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Bát quá nóng nên Phương ngôn ý dùng khăn đệm lên rồi mới bỏ vào khay bưng ra ngoài. Nàng thấy đĩa hạt dẻ rang đường vẫn còn nguyên thì thầm nghĩ xem ra vị quân sư đại nhân này không thích ăn đồ ngọt nha, hoặc là ngại bóc vỏ hạt dẻ làm mất hình tượng. Có kinh nghiệm đưa hạt dẻ trước đó, Khương Ngôn Ý nhìn ra được vị quân sư này là người không thích ồn ào. Bởi vậy lần này mang hoành thánh ra, nàng cũng chỉ vùi đầu nhẹ chân tay, không nói nhảm câu nào. Phòng Sóc buông mắt nhìn nữ đầu bếp bày ra bát đũa, trong mắt hắn thấy cái tay kia nhìn rất đẹp, năm ngón tay tinh tế trắng nõn, yếu đuối không xương. Rồi ánh mắt đi lên là một cánh tay bị vén lên ống tay áo, nửa chân trụi lộ ra màu da trắng bạch như xương, bởi vì quá mức mảnh mai nên đều có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt phía trên. Quân sư, mời dùng hoành thánh. Giọng nói kiểu nhuyễn lộ ra cung kính cùng xa cách bên trong truyền vào màng nhĩ, khiến Phong Sóc lấy lại tinh thần. Hắn thản nhiên nhấc mắt, ánh mắt tản mạn rơi xuống một gương mặt nhỏ nhắn mộc mạc mà thanh lệ. Ở tại vết sẹo trên thái dương nàng mà dừng lại vài giây, ánh mắt tĩnh mịch. Khương Ngôn Ý bị Phong Sóc nhìn chăm chăm đến hoảng hốt, đành lễ phép lại không xa cách cười một tiếng. Phong Sóc lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua hoành thánh trong chén. Hoành thánh có vỏ rất mỏng, lúc nấu xong màu hơi trong, nhân thịt có màu hồng nhạt bên trong đều nhìn rõ ràng, từng cái tròn vò rất động lòng người. Nước sốt cũng làm vô cùng tốt, tươi mới đậm đà, nửa điểm váng dầu cũng không thấy, phía trên chỉ nổi mấy miếng hành thái. Dù là biết mình không thể nếm gia vị, nhưng nhìn hoành thánh ngon như vậy, Phong Sóc vẫn là muốn ăn thử. Hắn cầm lấy thìa múc một muỗng lên, vừa bỏ vào miệng, nhất thời cả người như bị bất động. Tươi, mặn, đậm đà, vị giác cảm nhận rất rõ ràng, so với mấy hôm nay đều mãnh liệt hơn nhiều. Phong Sóc nửa ngày không thể lấy lại tinh thần, mắt phượng hẹp dài trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn dùng đũa kẹp lên một cái hoành thánh to tròn ăn, hoành thánh da mềm trơn mượt, thịt băm bên trong tươi non dị thường, bởi vì thấm qua nước canh mà hương vị cũng phá lệ ngon. Phong Sóc không nói lên lời, một hơi đã ăn xong cả bát hoành thánh lớn, nước sốt cũng húp sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên Khương Ngôn Ý gặp một người có thể dùng tốc độ ăn cơm so với lang thôn hổ yết giống nhau, nhưng nhìn qua vẫn vô cùng yêu nhã. Nàng nhìn cái bát to trống rỗng, nuốt nước miếng một cái hỏi, ngài còn muốn ăn không? Phong Sóc hơi chần chừ chớp mắt một cái nói câu, không cần. Bình thường hắn không ăn sau giờ dậu, đêm nay xem như phá lệ, mặc dù chỉ ăn lửng dạ nhưng không muốn tiếp tục. Khương Ngôn Ý lén thở dài một hơi, nàng thật sự là sợ vị quân sư này mở miệng nói muốn thêm một bát nữa. Dù sao hắn nhìn mảnh khảnh nhã nhặn, còn nàng đã làm hoành thánh chính là phần cho hai người, hắn ăn đến nước sốt đều không thừa đã khiến nàng líu lưỡi. Lúc Khương Ngôn Ý còn đang cảm khái thì Phong Sóc bắt đầu tra hỏi, hoành thánh này người làm như thế nào? Khương Ngôn Ý nghe hắn hỏi thấy cũng bình thường, nếu đầu bếp làm đồ ăn ngon chắc chắn sẽ có thực khách hợp ý rồi hiếu kỳ với cách làm món ăn. Nàng nói, làm vỏ hoành thánh, nhân là thịt heo ướp gia vị rồi đem gói kỹ cho vào nồi nấu là được. Chủ yếu là hương vị tới từ nước sốt, muốn làm thì cần gà mái già, giò heo sông khói cùng sò khô kết hợp hầm ra. Phụ bếp bên cạnh nghĩ muốn thổi phồng chủ nghệ của Khương Ngôn Ý chèn miệng nói, Khương sư phụ mặc dù là đầu bếp mới của Hà Đồ Doanh nhưng tay nghề rất tốt đấy. Lần đầu tới đã làm tàu phớ được đại tướng quân ban thưởng. Sáng nay lúc làm mì đao tước thể hiện đao công cao siêu, làm cho mấy sư phụ khác đều nhìn sửng sốt. Giữa trưa lại làm thịt viên cũng là tuyệt hảo. Phong Sóc nghe phụ bếp nói xong, trong mắt nhanh chóng như lướt qua gì đó, khóe môi tinh xảo có chút dương lên. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi trên người Khương Ngôn Ý. Lúc nãy đã dò xét nàng hồi lâu, nhìn như thế nào cũng không quá giống một nữ đầu bếp. Dù sao người xuống bếp lâu dài thì đôi tay không thể bảo dưỡng trắng nõn như vậy được. Dùng mạo du lệ, khí chất xuất thần cũng không giống như cô nương mà nhà bình thường có thể nuôi ra tới. Trên trán có vết thương, còn vừa vặn họ Khương. Có quá nhiều điểm đáng ngờ, đều ẩn ẩn hướng về một kết luận. Bất quá đồ ăn nàng làm ra vừa lúc có thể giúp hắn khôi phục vị giác, điều này có chút nhiễu loạn suy nghĩ của Phong Sóc. Cũng may hắn khi còn bé là trong hoàng cung mà lớn lên, về sau lại ở trong quân đội lịch luyện nhiều năm, sớm đã có thể trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi. Giờ phút này
cũng là một vẻ nhàn tản. Nghe có mấy phần ý tứ. Ở đây có giấy bút không? Ngươi có phiền nếu viết ra cách làm món này để ta về phủ cho đầu bếp làm theo. Phụ bếp có chút lúng túng nhìn Khương Ngôn Ý một chút. Hắn ta làm việc ở Hòa Đầu Doanh, đương nhiên biết mỗi một đầu bếp đều sẽ vô cùng bảo vệ món ăn sở trường của mình, sẽ không cho người khác học lén. Hắn ta vốn là muốn nói tốt cho Khương Ngôn Ý, làm sao ngờ tới vị quân sư này không hiểu chuyện, trực tiếp muốn nàng chỉ cách làm. Phòng Sóc là người như thế nào? Vừa nhìn thấy ánh mắt của phụ bếp kia liền hiểu ý. Bây giờ trên người hắn không mang theo bạc, liền lấy ra khối ngọc dương chỉ đeo bên hông bỏ lên bàn, đẩy về phía Khương Ngôn Ý. Vật này xem như quà cảm ơn. Lúc Nguyên Thần còn là thiêm kim phủ thượng thư, kim ngọc bảo thạch qua tay vô số, nhưng cũng chưa từng thấy chất ngọc chất lượng tốt như dương chỉ bạch ngọc. Khương Ngôn Ý nào dám thu, vội nói: "Dân nữ không dám nhận, chút thức ăn có thể được quân sư để ý là may mắn của dân nữ, sao có thể nhận vật quý giá của ngài như vậy? Dân nữ lập tức đem phối phương viết cho ngài." Cho ngọc bội làm cái gì? Đem đi hiệu cầm đồ đổi tiền, còn phải đưa ra ngọc kế lúc mua ngọc, nếu không sẽ bị coi là trộm cắp, coi như bán được cũng sẽ bị đè giá cực thấp. Nếu muốn cho thì trực tiếp cho vàng ròng bạc trắng à? Khương Ngôn Ý rất nhanh đã mang tới giấy bút, gục đầu xuống bàn, một bên viết phối phương, một bên phi nhổ. Phòng Sóc tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm nhìn nữ đầu bếp đối diện đang tô tô vẽ vẽ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không biết suy nghĩ cái gì. Trong doanh trướng thắp đèn chiếu sáng một mảnh mờ nhạt, một bên gương mặt Khương Ngôn Ý rát lên một tầng sáng nhu hòa. Nàng cúi mặt chăm chú viết phối phương, thân sắc vô cùng chuyên chú, lông mi cong dài hình quạt khẽ run. Đều nói nguyệt hạ mỹ nhân dưới đèn ngọc, nhưng nhìn mỹ nhân dưới đèn tựa hồ cũng có một phen đặc biệt phong tình. Lúc chờ Khương Ngôn Ý viết xuống phối phương thì Phong Sóc uống một ngụm trà nóng mà phụ bếp dâng lên, cũng không phải trà ngon gì, pha cũng không tốt, nhưng ít ra hắn nếm được vị trà. Sau khi vị chát trên đầu lưỡi mất đi thì lại có chút mùi thơm cùng đắng, khó trách được văn nhân nhã sĩ thập phần yêu ái. Phòng Sóc nhìn đĩa hạt rẻ giang đường, đột nhiên cũng sinh ra tâm tư nếm thử. Thu Quỳ cứ như vậy nhìn vị quân sư thanh phong lãng nguyệt bốc hạt rẻ giang đường lên ăn không chút do dự, liền giật mình. Thu Quỳ lòng như dỉ máu, cái kia vốn là Khương Ngôn Ý định cho nàng ấy. Cũng may lúc quân sư ăn được nửa đĩa thì Khương Ngôn Ý đã viết xong phối phương, Thu Quỳ lúc này trong lòng an tâm một chút. May mắn, còn nửa đĩa để ăn. Phòng Sóc tiếp nhận tờ giấy Khương Ngôn Ý đưa qua, nhìn thấy chữ viết trên trang giấy, khóe mắt có chút co lại. Hắn đây là lần đầu tiên thấy có người viết kiểu chữ châm hoa tiểu khải mà to bằng cái đấu. Chữ viết thật sự vụng về mà lại buồn cười. Khương Ngôn Ý tự nhiên cũng nhìn ra quân sư đối với chữ viết của nàng vô cùng ghét bỏ, ngượng ngùng đứng ở một bên. Cái này thật sự không thể trách nàng. Nàng là một người hiện đại, căn bản sẽ không viết bằng bút lông. Nguyên Thần lại là một mỹ nhân tục tằng, kiểu chữ duy nhất học qua là châm hoa tiểu khải, có điều học không tới nơi tới chốn nên mới thành ra thế này. Phòng Sóc nhìn mấy lần, đoán chừng là ngại cay con mắt nên không có nhìn kỹ, nói: "Người đã không thu ngọc bội kia thì ngày mai ta sẽ sai người thưởng bạc qua." Khương Ngôn Ý nghe vậy mắt sáng lên, thầm nghĩ vị quân sư này thật hiểu lòng nàng. Bất quá ngoài miệng vẫn nói: "Quân sư ngài thật sự quá khách khí rồi." Phòng Sóc nhăn mày, hắn không thích dài dòng, giải quyết dứt khoát nói: "Cứ quyết định vậy đi." Lúc đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua hạt rẻ giang đường hỏi: "Đây cũng là người làm?" Khương Ngôn Ý gật đầu. Phòng Sóc nhân tiện nói: "Gói lại để ta mang về." Thu Kỳ một bên nghe hắn nói, cả người đều run lên một cái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập ra mới nhất và kết nối với mình qua fanpage cũng như TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.